Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank, Tập đoàn Masterai và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong năm qua, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả lĩnh vực tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, khẳng định những kết quả và thành tựu đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành công chung của lễ kỷ niệm có sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương và Tập đoàn Masterize. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV đã làm phong phú nội dung chương trình lễ kỷ niệm với chương trình dần trang cổ nhạc phục vụ người dân thành phố và du khách trong ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa thành phố với các đơn vị ngày càng hiệu quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới.